Chiều ngày hôm qua ngày 3 tháng 6, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị này đã ký phê chuẩn lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Dân, sinh năm 1991, trú xã Kiến Thành, huyện Đắk Rơ Lấp để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Theo thông tin ban đầu, Dân và chị Nguyễn Thị Hát sinh năm 1996, xã Kiến Thành, huyện Đắk Rơ Lấp từng là vợ chồng. Nhưng đến năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp đã giải quyết cho hai người ly hôn. Con chung được giao cho chị Hát nuôi dưỡng. Vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 5, sau khi đi uống rượu về, Dân đến nhà chị Hát để nói chuyện về việc đưa mẹ con chị này về nhà ở. Trong lúc nói chuyện, Dân đòi ôm, nhưng chị Hát không đồng ý và nói mùi người nồng nặc ai cho mà ôm. Nghe chị Hát nói vậy, Dân cho rằng chị Hát chê mình nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Trong lúc cãi nhau, chị Hát đuổi Dân về. Bực tức, Dân về lấy một vỏ chai nước ngọt và ống dẫn nước nhỏ rồi rút xăng từ bình xe máy ra, sau đó cầm đến nhà chị Hát. Khi phát hiện Dân cầm chai xăng đến, chị Hát hoảng sợ chạy vào trong giường trốn. Dân chạy theo, cầm chai xăng mở nắp đổ lên người chị Hát. Sau đó Dân đi ra ngoài, rút chiếc bật lửa từ trong túi ra dọa đốt. Lúc này chị Hát hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, Dân cầm bật lửa ném ra ngoài sân, làm bật lửa bể và tiếp tục chửi bới, đe dọa sẽ giết chị Hát. Thấy có sự việc ồn ào, hàng xóm của chị Hát chạy đến thì Dân bỏ về. Vì lo sợ con gái mình bị giết nên bà T, mẹ của chị Hát đã làm đơn tố cáo Dân đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Đắk Rơ Lấp. Tại cơ quan điều tra, Dân khai nhận đem xăng và bật lửa ga đến nhà chị Hát nhằm mục đích để đốt chị Hát rồi sau đó tự tử. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.